mức giá nào đủ tốt để đầu tư Bitcoin. Hey, xin chào anh chị và các bạn. Lại là Huy đây. Trong video ngày 20 tháng 1 này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật và video này sẽ có chủ đề đó là Bitcoin và cái mức giá tốt để chúng ta đầu tư sẽ là bao nhiêu thì Bitcoin hiện tại đang có cái mức giá đó là 41.983 đô thì theo anh chị và các bạn thì đây đã là lúc để chúng ta xuống tiền đầu tư vào Bitcoin hay chưa với cái mục tiêu là nắm giữ trong trung và dài hạn thì anh chị có thể là trả lời cái câu hỏi này bằng cách là bình luận ở dưới video này nhé thì trong video này thì Huy sẽ đưa ra cái quan điểm và góc nhìn của Huy về thị trường hiện tại và liệu Bitcoin nó ở cái mức giá này ấy, thì chúng ta nên làm gì và cái mức giá nào sẽ rất là tốt để chúng ta rót tiền vào Bitcoin để đầu tư dài hạn ha. Thì anh chị có thể là ủng hộ mình bằng cách là nhấn like để thuật toán của YouTube ưu tiên cái video này đến nhiều người hơn nhé. Ok, thì theo cái góc nhìn của mình á, thì khi mà mình nhìn vào cái đồ Bitcoin trên không thời gian được sử dụng để đầu tư dài hạn thì mình thấy rằng Bitcoin nó đã đi vào một cái con sóng tăng rất là mạnh mẽ rồi, nó tăng đến tận là 1871% từ cái lúc mà uh, xảy ra cái đợt sóng... Uh, được sống, được gọi là sống giảm bán tháo rất là mạnh à, Được bùng nổ của cái dịch Covid ha Ok, thì đó là cái khoảng thời gian là từ tháng 3 cho đến tháng 4 Năm 2020 ha các bạn Thì à, đến bây giờ thì nó cũng đã tăng tương đối là mạnh rồi Nó tăng rất là mạnh rồi ha và hiện trước mắt thì mình vẫn chưa nói được là bitcoin nó có thể tăng tiếp được một đoạn nữa hay không hay là nó sẽ giảm để đi vào downtrend luôn nhưng mà với cái góc nhìn của mình thì chắc chắn đây chưa phải là cái giai đoạn xuống tiền để đầu tư bitcoin dài hạn ha các bạn mà hầu hết thì những người tham gia thị trường trong giai đoạn này đều muốn có lợi nhuận rất là cao và họ thường là những nhà đầu cơ trong giai đoạn này ha và về phía anh chị muốn đầu tư Bitcoin trong dài hạn thì cái góc nhìn của mình hiện tại thì chúng ta cần kiên nhẫn để chờ đợi một cái thời gian sau khi mà Bitcoin nó tăng nóng quá mức, tức là mình sẽ dự đoán là Bitcoin nó sẽ vượt 100.000 đô và nó được coi là trong giai đoạn đó thì nó tăng rất là nóng. Sau đó thì nó rơi vào downtrend và khi mà thị trường nó rơi vào downtrend á, mọi người chán nản và rời khỏi thị trường dần dần đi thì đó mới chính là cái lúc chúng ta nên tham gia và xuống tiền để đầu tư và gom thêm Bitcoin hoặc là Oncoin nào mà nó có cái phân tích cơ bản tốt ha, để chúng ta đón cái con sóng tăng trong thời gian sắp tới đó là trong mùa sau thôi các bạn. OK, à, thì còn trong giai đoạn này này, thì nếu như mà anh chị thích mạo hiểm thì chúng ta có thể là bỏ một phần vốn tầm 5% để chúng ta trade và à, trong thời gian trade đó chúng ta có thể là nâng cao cái kỹ năng về trading của chúng ta vẫn được. À, về trade thì nếu như chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chỉ nên trade spot thôi các bạn, tức là chúng ta mua và chúng ta bán thôi. Còn nếu chúng ta đã có kinh nghiệm nhiều rồi thì cũng ta có thể là uh, dùng đồng bảy future và khi mà chúng ta dùng đồng bảy future thì nó sẽ có một cái mức lợi nhuận cao hơn nhưng mà đi kèm với đó thì cái rủi ro nó cũng cao hơn ha. Ok thì uh, theo cái góc nhìn của mình á thì uh, một số chỉ báo on chain và kỹ thuật nó cũng vẫn đang ủng hộ cho một cái nhịp sóng tăng sắp tới của Bitcoin nữa và đây chỉ là một cái sự phân tích và nó có cái tính xác suất thôi các bạn và thị trường nó sẽ tạo đỉnh tại cái giai đoạn đó cái tại cái giai đoạn mà nhịp sóng tăng sắp tới cho nên là mình vẫn ưu tiên là mình sẽ trade spot trong cái giai đoạn này ok thì nếu chúng ta nhìn vào không thời gian dài hạn của Bitcoin thì hiện tại các bạn thấy rằng là trong cái giai đoạn mà từ 2019 này là cái giai đoạn từ nó đau trên từ 2018 cho đến 2019 thì nó chạm đúng cái vùng hỗ trợ trên không thời gian tuần đó là vùng 3.200 đô này ha đây là cái vùng đáy dẫn tới đỉnh cao nhất trong một cái xuống tăng của bitcoin trên không thời gian tuần và khi mà nó về đây thì nó bật tăng lên lại rất là mạnh hay các bạn nó phá luôn cả cái kháng vùng kháng cự ở đây thì các bạn thấy rằng là khi mà nó vẫn tiếp tục nó duy trì cái một cái xu hướng uptrend trên không thời gian tuần như thế này ấy thì chúng ta có thể đo cái vùng Fibonacci thoái lui được chúng ta đo từ đây lên đến đây thì nó đã thoái lui về cái mốc 0.786 của giải Fibonacci và 0.618 này đây chính là cái đợt mà xảy ra cái cú uh, crash từ crash thị trường từ cái đợt dịch covid ha nó giảm rất là mạnh từ 10.000 và nó giảm về vùng mà 4.000 đô các bạn nó hơn chia hai lần cái giá trị của bitcoin trong cái thời gian đó sau đó thì nó vẫn tiếp tục cái xuống tăng chính của nó thôi nó tăng tiếp thôi các bạn nó tăng rất là mạnh nó tăng đến tận là hơn 1.800 phần trăm từ cái giai đoạn đó và các bạn thấy là hiện tại giai đoạn này thì nó đã bắt đầu là nó à, sau một cái con sóng tăng mạnh thì nó bắt đầu nó bão hòa trở lại rồi ha hiện tại thì mình thấy rằng là trên thời gian hiện tại thì sóng của bitcoin trên khung tuần nó vẫn đang là một cái cấu trúc cấu trúc đó là cấu trúc tăng bởi vì là nó thể hiện lên những cái đáy sau này nó cao hơn các cái đáy trước và đỉnh sau nó cũng cao hơn đỉnh trước ha và mình đang thấy rằng là ở cái vùng lý thuyết đao tăng này trên khung thời gian tuần là cái vùng màu xanh này ha đây là chính là cái vùng mà quyết định xu hướng nó đi vào uptrend hay là nó đi vào downtrend hay các bạn thì các bạn thấy rằng là hiện tại thì cái vùng 31 30 đến 32 ngàn đô này nè nếu chúng ta đo Fibonacci thì hiện tại thì giá của Bitcoin nó đã thói lui về mốc Fibonacci 0.618 rồi ha tuy nhiên ở đây thì mình thấy rằng lực mua nó vẫn chưa có mạnh trên khung thời gian tuần và các bạn thấy là khi mà lực mua chưa có mạnh ở đây á, thì chúng ta càng cân nhắc uh, chúng ta chưa có nên quyết định vào tiền xuống tiền ở trong giai đoạn này ha đó là những người mà chúng ta đầu cơ trong giai đoạn này còn đầu tư thì tất nhiên là khi mà giá nó tăng cao như thế này rồi chúng ta không có nên đầu tư thêm các bạn bởi vì là khi mà chúng ta uh, thấy mà thị trường nó càng tăng lên chúng ta càng xuống tiền nhiều thì lúc đó có khả năng cao chúng ta cơ hội mà chúng ta đu đỉnh nó rất là cao ha ok và với mình thì mình vẫn uh, trong giai đoạn này thì mình vẫn bắt đầu là mình uh, xuống tiền bởi vì là mình thấy là trên khung thời gian ngày ấy, nó có lực áp lực mua nhưng mà mình vẫn chừa một khoản tiền rất là lớn để mình chờ mua bitcoin và Oncoin khi mà nó giảm về vùng màu xanh phía dưới này đó là vùng 30 đến 32 ngàn đô và cái mục, mục tiêu của mình đó, đó là cái vùng 100 ngàn đô ha 100 ngàn đô của bitcoin và các bạn thấy là nếu như nó tăng lên được 100 ngàn đô thì lúc đó nó sẽ có cái lợi nhuận nó có có cái biên độ lợi nhuận đó là 210% các bạn, tức là nhân 3 lần cái giá trị của nó. Thì các bạn thấy rằng là hiện tại thì Bitcoin trong thời gian tuần á nó vẫn đang có một cái cấu trúc là tăng giá. Nó thể hiện qua các cái đáy và đỉnh nó nó cao dần ha các bạn. Cho nên là mình thấy rằng là hiện tại thì không có việc gì mà mình phải lo sợ ha. Ok, à, trên khung thời gian ngày mình nói vì sao mà nó có cái à, dấu hiệu là có áp lực mua bởi vì là mình thấy rằng là sau khi mà giá nó điều chỉnh mạnh về cái vùng màu xanh này, đây là vùng hỗ trợ trên khung thời gian ngày và nó xuất hiện một cái setup đó là setup bullish fakey và đây là setup mang chiều hướng là phá vỡ giả, nhưng mà phá vỡ giả có một cái áp lực mua đẩy mạnh lên và các bạn thấy là sau khi mà nó phá vỡ giả thì nó đẩy mạnh trở lại theo chiều hướng ngược lại nó sẽ rất là rất là mạnh luôn ha. Và mình đã quyết định là mình xuống tiền mình mua một một à, một khoản tiền đối với oncoin trong cái giai đoạn mà nó nó nằm ở quanh cái mức giá ở trong cái vùng màu xanh này ha cho nên các bạn thấy là hiện tại nó vẫn ở trong vùng màu xanh nó đang trò còn trong cái mức entry mà mình đã mua nhưng mà cũng có một số oncoin thì nó đã pump mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi như là cái đồng mà FTT của sàn FTX ha. mình đã mua và hiện tại thì mình đã có lãi là tầm 25 phần trăm rồi thì trong giai đoạn đó thì mình cũng đã có làm video để chia sẻ với các bạn rồi ha còn cái đồng coin C98 á, thì mình vẫn tiếp tục là hiện tại thì mình vẫn đang ở quanh quanh cái mức entry ha các bạn tức là quanh quanh cái mức điểm mà mình mua vào ha hiện tại thì mình vẫn kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ phá được cái vùng 52.000 đô như là cái vùng giá mà mình hôm qua mình đã có chia sẻ đây là cái vùng uh, lý thuyết đao giảm trong khung thời gian D1 là khung thời gian ngày ha đây là vùng uh, đỉnh dẫn tới đấy thấp nhất trong một cái con sống sóng giảm như thế này và các bạn thấy rằng là mỗi lần mà Bitcoin nó phá được cái vùng này á, là vùng 52.000 đô đồ này thì nó sẽ quay về nó retest lại một lần Và cái nhịp retest này chính là cái nhịp mà để chúng ta mua thêm vào Bitcoin cũng như là Oncoin ha Cho nên là trong giai đoạn này thì mình vẫn tiếp tục mà mình chờ đợi và kiên nhẫn ha các bạn Trong thời gian sắp tới thì tất nhiên nó sẽ có phản ứng bởi vì là với cái đường truyền là giảm như thế này thì khi mà nó tiếp cận lại cái đường la giảm này á, thì nó sẽ có phản ứng nếu như nó bật tăng lên mạnh thì đó là một cái tín hiệu rất là tốt cho cả thị trường luôn ha cả về bitcoin và oncoin cho nên là hiện tại thì mình thấy rằng là uh, với cái áp lực mua hiện tại cũng bắt đầu nó xuất hiện ở trên không thời gian ngày rồi á. thì mình cũng đã bắt đầu mình xuống tiền để mình đầu tư vào uh, oncoin ok video này được đồng hành cùng coi 98 Wallet của lịch đây là ví multi chain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay hỗ trợ lưu trữ coin và token lên đến 30 trên khác nhau trên ví Coin98 các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mỗi lệnh swap đó điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coin98 các bạn có thể tìm hiểu tải về Coin98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé à, và một số cái phân tích Uh, về dữ liệu on-chain và kỹ thuật đó, Nó cũng đang ủng hộ cho một cái nhịp sóng tăng Sắp tới của Bitcoin nữa ha các bạn Bởi vì là thị trường nó chưa có tạo đỉnh uh, Đó là về cái mô hình uh, cho thấy Cái uh, sự khan hiếm của Bitcoin uh, Đó là stop to flow thì các bạn thấy là với cái mô hình này thì hiện tại nếu như nó đi đúng mô hình thì giá của Bitcoin hiện tại theo stock to flow nó phải đạt cái mức là 75.080 đô nhưng mà hiện tại thì mức giá của Bitcoin chỉ là 42.000 thôi các bạn cho nên là mình thấy rằng là với cái mức giá này thì nó theo cái mô hình này thì nó vẫn đang còn rất là rẻ và các bạn thấy là theo cái phương sai phương sai này các bạn thấy là nó đang ở cái mức là ở mức ở dưới và đúng trong cái vùng mua được cho nên các bạn thấy là mỗi lần mà cái phương sai nó nó ở cái mức là màu xanh như thế này thì chúng ta có thể là mua được và nó ở toàn cái những cái giai đoạn mà giá đáy của thị trường luôn ha giá đáy của bitcoin các bạn thấy này đây cũng là một cái một cái ví dụ này phương sai nó ở mức cái màu xanh và các bạn thấy là đó là một cái giai đoạn đáy của thị trường à, giai đoạn này cũng như vậy đó là mức từ bitcoin đó là ba ngàn ba và theo cái mức của mô hình stock flow ấy, thì nó là là sáu ngàn đô và cái phương sai nó ở cái mức màu xanh cho nên đó là cái giai đoạn chính để chúng ta mua. À, hiện tại thì nó cũng như vậy các bạn. Cho nên chúng ta à, giai đoạn này rất là tốt để chúng ta chia vốn để chúng ta gom hàng dần dần vào được rồi ha. Đó là đối với những nhà đầu cơ thôi. Còn đầu tư thì như mình đã nói rồi, thì đầu tư chính là cái lúc mà thị trường nó đao trên và thị trường nó tích lũy một khoảng thời gian lâu và các nhà đầu tư họ rời bỏ thị trường, thì lúc đó mới chính là cái thời điểm mà chúng ta à, tham gia vào thị trường và chúng ta đầu tư thôi các bạn. Còn hiện tại thì à, tất nhiên là mình mang chiều hướng là đầu cơ là nhiều hơn ok thì đó là cái view và cái quan sát của mình cái góc nhìn của mình ha à, và theo cái à, tiếp theo là cái mô hình cũng sử dụng những cái dữ liệu on chain đó là Sapio Multiple. Thì đây là cái mô hình mà cho thấy rằng là cái lợi nhuận của các thợ đào á thì họ sẽ có cái xu hướng là họ bán ra khi mà cái đường màu đỏ này nó chạm đúng cái vùng màu đỏ phía trên và họ sẽ có cái 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 xu hướng nó là tích lũy khi mà cái đường màu đỏ này nó chạm cái vùng màu xanh này ha. Và chúng ta có thể tham khảo cái mô hình này để chúng ta biết đâu là đáy và đâu là đỉnh của thị trường được. Và các bạn thấy là cái đường màu đỏ này hiện tại nó đang ở cái mức trung lập đó là ở quanh cái mức đó là Uh, 1.14 ha, 1.14 đô. Và các bạn thấy rằng là ở mức 1.14 này ấy, thì nó đang ở cái mức trung lập và chúng ta chưa có cái hành động gì bởi vì thị trường hiện tại vẫn đang là phân vân, phân vân giữa phải mua và phải bán. Các nhà đầu tư hiện tại họ vẫn chưa có muốn mua Bitcoin vào bởi vì là uh, họ vẫn chờ ở quanh cái vùng giá là 30.000 đô các bạn. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái lực lượng mà chờ mua bitcoin ở quanh cái vùng giá là 30.000 đô phía dưới này nè nó sẽ rất là đông bởi vì là ai ai cũng chờ mua phía dưới này cho nên là nếu mà thị trường nó không có giảm về và nó tăng lại luôn thì nó sẽ gây ra một cái uh, tâm lý đó là bỏ lỡ cái cơ hội và lúc đó thì họ quay và họ mua và khiến cho giá nó đẩy lên rất là mạnh thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta thấy là thị trường nó tăng rất là nóng và cũng có khả năng đó chính là những giai đoạn mà nó tạo đỉnh của thị trường của các cái chu kỳ ha các bạn. Ok thì đó là uh, cái những cái mô hình mà chúng ta thấy rằng là theo dữ liệu on chain nó đang cho chúng ta thấy rằng uh, thị trường nó vẫn chưa có đi vào trạng thái là đỉnh của chu kỳ này. Bởi okay, vì các bạn thấy này, uh, cái đỉnh của chu kỳ là 2017 2018 uh, thì cái đường màu đỏ này nó chạm đúng cái vùng màu đỏ phía trên thì đó là cái giai đoạn mà nó tạo đỉnh. Còn cái giai đoạn mà từ tháng 4 tháng 5 hoặc là tháng tháng tháng, tháng 11 năm nay thì xin lỗi các bạn, tháng 11 năm 2021 thì ở cái đường màu đỏ này nó vẫn chưa có leo lên được cái vùng màu đỏ mà nó đã bắt đầu nó quay trở lại nó giảm về cái vùng màu xanh rồi ha. Thì đó là những cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là thị trường nó vẫn chưa có dấu hiệu là nó tạo đỉnh. Nó tạo đỉnh chỉ khi mà những cái đường màu đỏ này nó chạm đúng cái vùng màu đỏ phía trên, tức là lúc đó thì các thợ đào á họ sẽ bán ra để họ uh, chốt lời để họ trang trả những cái chi phí về cái uh, nguyên vật liệu của họ nữa ha. Và các bạn thấy rằng là cái mô hình này nó nó dựa trên cái uh, sự cái công thức như vậy cho nên các bạn thấy rằng là cái mô hình này nó hiện tại nó vẫn chưa có cho chúng ta thấy rằng là thị trường nó tạo đỉnh hay các bạn ok à, và tiếp theo chúng ta sẽ xem qua các cái dữ liệu on chain mà nó cũng đang cho thấy rằng là khả năng bitcoin nó sẽ tăng trở lại trong thời gian sắp tới đó là cái à, cái lượng cung cái nguồn cung mà bitcoin nó đang bị thua lỗ hay các bạn cái nguồn cung bitcoin đang bị thua lỗ nó lên đến cái vùng đó là 30% mươi phần trăm rồi các bạn ba mươi phần trăm là cái đường màu đỏ phía dưới này ha và các bạn thấy là mỗi lần mà nó lên đến đây đó chính là cái giai đoạn tháng 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 7 năm 2021 này thì các bạn thấy đó là cái giai đoạn mà giá của Bitcoin nó bật tăng trở lại và hiện tại thì mình thấy rằng là khả năng sắp tới á, thì cái nguồn cung này nó bắt đầu cái nguồn cung mà bị thua lỗ này nó bắt đầu nó giảm và giá của Bitcoin nó cũng sẽ tăng trở lại thì đây là một cái ví dụ ở trong cái giai đoạn là tầm À, tháng tháng 7 2021 và giai đoạn hiện tại ha mình thấy rằng là khả năng nó nói chính xác đến tặng là uh, nó khá là cao hiện tại thì mình chưa có cái đo được cái uh, tỷ lệ chính xác này nó queen rain của cái này thì nó chưa có uh, thống kê ha các bạn ok thì chúng ta vẫn dựa vào những cái dữ liệu on chain như thế này chúng ta có thể dự phóng được thị trường như thế nào trong thời gian sắp tới ok uh, và tiếp theo chúng ta sẽ xem qua cái lượng stablecoin ở trên sàn cái uh, tỷ lệ stablecoin trên sàn là cái đường màu xanh này ha cái đường màu xanh nó vẫn đạt ở cái mức rất là thấp và theo như cái công thức của stablecoin supply ratio thì mỗi lần mà chỉ số này nó càng tăng cao lên nó càng tăng cao cho thấy là cái áp lực bán bitcoin và oncoin để đổi sang stablecoin nó rất là cao cho nên là các bạn thấy là cái áp lực bán trong khi mà cái ở đường màu xanh này nó tăng á, thì cái áp lực bán oncoin bitcoin sang stablecoin nó sẽ rất là rất là rất là nhiều luôn ha còn hiện tại thì nó ở cái mức rất là thấp và nó sẽ cho chúng ta thấy là cái tình trạng nó ngược lại, tức là cái áp lực mua bằng xe khoai mua dùng xe khoai để mua Bitcoin và oncoin trong giai đoạn này á, nó sẽ rất là cao, cho nên là khả năng mà sắp tới Bitcoin nó sẽ tăng trở lại rất là cao các bạn. Và cái này thì chúng ta sẽ nhìn vào cái view là trung và dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì tất nhiên nó sẽ xảy ra những cái con sóng điều chỉnh và không chúng ta không nên nhìn vào ngắn hạn để chúng ta uh, phán xét về trung và dài hạn ha. Thì đó là cái view của mình về dữ liệu on chain và chúng ta cũng nên nhìn vào cái lượng bitcoin dự trữ trên sàn nữa bởi vì là theo cái lý thuyết cung và cầu á, thì khi một khi mà cái nguồn cung bitcoin mà nó càng giảm và nó 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 luôn tồn tại một cái nhu cầu hoặc là nó sẽ tăng cái lượng nhu cầu lên thì cái mức giá của bitcoin nó sẽ càng, càng đẩy lên ha các bạn nó sẽ càng bị tăng lên nó sẽ càng được đẩy tăng lên bởi vì là theo lý thuyết cung cầu thì khi mà nguồn cung nó càng giảm và nguồn cầu nó càng tăng thì giá của Bitcoin nó sẽ tăng theo thời gian ha và cái yếu tố này nó đang đúng với lại cái dữ liệu on-chain này các bạn thấy là cái lượng Bitcoin dự trữ trên xe này nó càng giảm xuống nó càng giảm dần theo thời gian thì giá của Bitcoin nó càng tăng lên theo thời gian ha thì đây là về cái lý thuyết cung cầu thôi ở trên thị trường thì nó hoạt động hành động theo những cái lý thuyết như thế này các bạn thấy là hiện tại thì cái lượng Uh, dự trữ Bitcoin trên sàn nó vẫn tiếp tục nó giảm như thế này cho thấy rằng là cái nguồn cung Bitcoin sàn và cái lượng lực, lực bán cái lực bán trên sàn nó vẫn đang giảm rất là mạnh cho nên là uh, giai đoạn những giai đoạn như thế này chúng ta có thể là trade spot vẫn được hoặc là em tại đầu cơ còn đầu tư thì mình đã có nhắc rồi ha ok và trong những ngày gần đây từ cái giai đoạn là tầm tháng 8 cho đến hiện tại thì các bạn thấy rằng là mà cái lượng Bitcoin dự trữ trên sàn nó được rút ra rất là nhiều và các bạn thấy là nó liên tục giảm mạnh như thế này ha liên tục những uh, xuất hiện những cái cây nến mà nó màu đỏ như thế này cho thấy là cái lực Bitcoin uh, rút ra được, được, được rút rồng rất là nhiều ha các bạn từ giai đoạn uh, tháng, tháng 8 cho đến uh, hiện tại luôn uh, và các bạn thấy là trong giai đoạn tháng 7 này sẽ có một cái cây nén nạp Bitcoin lên sàn rất là nhiều và đây là cái giai đoạn mà rũ bỏ các nhà đầu tư bởi vì là uh, giá Bitcoin lúc đó thì nó liên tục nó giảm rồi nó tạo đáy sau nó thấp đáy trước Cho nên các bạn thấy là mỗi lần mà nó giảm mạnh như thế này thì nó sẽ tra tấn tâm lý của các nhà đầu tư Lúc đó thì họ sẽ nạp Bitcoin lên sàn để họ bán một lần nữa Và đó là cái nhịp mà rũ bỏ của các nhà tạo lập thị trường ha Và các bạn thấy là hiện tại thì giá của Bitcoin nó bắt đầu nó tăng lên lại rồi Ok Và đó là cái net flow của Bitcoin trên sàn à các bạn Ok Uh, và cái lượng Bitcoin mà được uh, rút ra khỏi các cái giao dịch á thì các bạn thấy là hiện tại thì trong giai đoạn này thì cái lượng Bitcoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch thì nó vẫn đang tăng lên trong giai đoạn gần đây nhất. Đó là giai đoạn mà Bitcoin nó rơi về vùng 46.000. Uh, và trong những giai đoạn uh, trước đây các bạn thấy là cái cú sập uh, từ 10.000 về vùng 4.000 đô của Bitcoin ở giai đoạn tháng 3 tháng 4 2020 á, thì cái lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn nó tăng cao như thế này này chỉ số này nó tăng đến tặng là hơn mức 10 luôn ha các bạn và à, lúc đó thì giá của Bitcoin nó đã hồi phục bởi vì là có một cái lực lượng gom Bitcoin các nhà đầu tư tổ chức họ gom Bitcoin rất là đông tại đây và họ rút Bitcoin ra khỏi sàn và chỉ số này nó tăng nó nó dự báo chúng ta nó tăng rất là mạnh cho thấy là các nhà đầu tư họ gom Bitcoin rất là nhiều vào giai đoạn đó à, giai đoạn tháng 5 cho đến tháng 7 cũng như vậy nó tăng rất là cao và những giai đoạn gần đây cũng như vậy đó là giai đoạn tầm tháng 12 đó là cái đoạn mà nó cũng tăng cái lượng rút Bitcoin ra khỏi sàn cho nên các bạn thấy là trong dài hạn trung và dài hạn thì các nhà đầu tư tổ chức họ đã tập trung họ đã tham gia vào thị trường crypto rồi cho nên là Bitcoin mà nói nó có sập sâu á, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không sập sâu về dưới cái mức 30.000 đô nào đâu ha Ok thì đó là cái view của mình góc nhìn của mình à, và trong giai đoạn này thì các nhà đầu tư cá nhân á, họ cũng không có nạp Bitcoin lên sàn để họ à, bán ra các bạn bởi vì là cái lượng Uh, deposit Address uh, tức là những cái địa chỉ ví mà nạp Bitcoin lên sàn để bán á, thì nó vẫn đang giảm mạnh như thế này, cho thấy là các nhà đầu tư họ không có nhu cầu để họ nạp Bitcoin lên sàn họ bán nữa, bởi vì mức giá hiện tại thì nó rất là thấp rồi, à, cho nên là họ có cái xu hướng là họ tích lũy Bitcoin trong giai đoạn này. Và các bạn thấy là hiện tại thì với cái chỉ số này chúng ta thấy rất là rõ là mỗi lần mà giá Bitcoin nó tăng lên á, thì cái lượng địa chỉ ví mà nạp Bitcoin lên sàn nó sẽ càng tăng lên và đó là cái giai đoạn mà cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ bắt đầu là họ bán ra cho nên là nhà đầu tư tổ chức cũng như vậy họ cũng bắt đầu bán ra và những f0 mới vào thị trường họ sẽ bị đu đỉnh cho nên các bạn thấy rằng là chỉ số này nó cũng cho chúng ta thấy một cái điều gì đó ha về thị trường ok và về cái vốn hóa thị trường trong giai đoạn hiện tại thì mình cũng đang thấy là có cái áp lực là mua lên cũng như là cái áp lực là chảy tiền vào thị trường để mua lên ha các bạn à, và vì là cái vốn hóa thị trường nó đã tiếp cận là cái vùng hỗ trợ trên cùng thời gian ngày đó là vùng 1.800 tỷ đô và nó xuất hiện lên một cái setup đó là giống như cái biểu biểu đồ giá của bitcoin đó, đó là setup bullish fakey e. đây là một cái setup mang chiều hướng là phá vỡ giả xuống dưới này các bạn thấy là cái nến này nó nằm trong cái nến này nhưng mà cái nến thứ ba này đó, nó phá vỡ xuống, sau đó nó bật lên lại, nó tăng lên nó rất là mạnh. Cho thấy là một cái sự phá vỡ giả mang chiều hướng tăng, cho nên là khả năng sắp tới thì nó vẫn có khả năng nó sẽ tăng lên rất là mạnh. À, đó là về vốn hóa thị trường ha. Ok, à, và cái mọi cái phân tích của mình trong video này chỉ mang yếu tố tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân quyết định là nằm trong tay của anh chị và các bạn video này không phải là khuyên đầu tư tài chính nhé ok và video này của mình đến đây kết thúc và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ dành cho các bạn nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like subscribe ủng hộ cho kênh mình nhé rồi những cái video cập nhật tình hình thị trường của mình á thì mình khuyến khích các bạn là nên xem qua cái chuỗi video ở trên kênh YouTube của Motion ATM để chúng ta nâng cao kiến thức về trading và đầu tư nhé. À, các bạn cũng có thể là comment những cái đồng coin mà các bạn đang hold và muốn mình phân tích kỹ thuật về những cái đồng on coin đó trong video sắp tới thì mình sẽ phân tích nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video sắp tới.